Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với phương châm tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, cơ bản, thiết thực, vững chắc, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đường lối, kiến thức quân sự quốc phòng, tiếp cận và nắm vững kỹ thuật vận hành, sử dụng thành thạo có hiệu quả vũ khí, khí tài khi có chiến tranh xảy ra. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024. Tối qua, tức 20 tháng Giêng âm lịch, thành phố Hưng Yên tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024. Mở đầu lễ khai mạc là màn biểu diễn chống hội và múa rồng, tạo nên không gian náo nhiệt, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển gồm hai phần: Phố Hiến nơi phủ sa lắng đọng và Hưng Yên thanh thang đường mới, gồm các ca khúc nổi tiếng viết về Hưng Yên với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Thông qua đó, những huyền thoại, điển tích về Phố Hiến xưa được thể hiện phong phú, hấp dẫn và hùng tráng qua lời thơ, tiếng nhạc, điệu múa mang đậm nét truyền thống và cũng không kém phần hiện đại, đổi mới. Lễ khai mạc đã thu hút đông đảo người dân đến với lễ hội và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Mục tiêu đến năm 2030, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sẽ phấn đấu trở thành thị xã, bao gồm 8 phường và 8 xã. Để thực hiện mục tiêu này, huyện bám sát các quy hoạch của tỉnh, rà soát, cập nhật, nâng tầm quy hoạch, từng bước xây dựng huyện trở thành đô thị hiện đại văn minh. Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện xây dựng đô thị giai đoạn 2024-2025 khoảng trên 3.300 tỷ đồng. Hệ thống giao thông của huyện được đầu tư nâng cấp cải tạo để đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng, kết nối 3 khu vực đô thị của huyện gồm khu vực thị trấn Lương Bằng, cụm xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân và Thọ Vinh, Phú Thịnh với các vùng sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư thuận lợi cho việc lưu thông, phục vụ sản xuất tiêu thụ hàng hóa. Giai đoạn 2021-2025, huyện đầu tư 21 công trình dự án với tổng chiều dài hơn 45 km, tổng kinh phí hơn 1,7 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm 2023, đã hoàn thành 8 dự án. Các dự án còn lại đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Là huyện phát sinh nhiều vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong quá trình phát triển. Song đến nay, huyện Văn Lâm đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn không để vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh. Toàn huyện có hơn 1.200 trường hợp vi phạm, trong đó gồm 550 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp với diện tích gần 126.000 m², 442 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, 219 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Tính đến cuối năm 2023, huyện Văn Lâm đã giải tỏa được trên 400 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, trên 400 vi phạm hành lang an toàn giao thông và gần 160 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi. Một số địa phương làm tốt như xã Lương Tài, Lạc Hồng và thị trấn Như Quỳnh. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục tuyên truyền để các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, phá bỏ công trình vi phạm, kiên quyết xử lý, giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm mới, tái vi phạm xảy ra trên địa bàn. Sẵn sàng cứu giúp người bị nạn, anh Nguyễn Ngọc Chánh là người đã 3 lần không đắn đo đưa các nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời. Nạn nhân đầu tiên là nam thanh niên trú tại thôn Lê Bãi, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, bị tai nạn tại ngã ba quốc lộ 39, xã Phương Triều. Và đó là một phụ nữ đang mang thai, trú tại thôn Mụi Sảng, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, bị xe bồn chèn lên đùi. Một vụ tai nạn ở đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ và trực tiếp đưa các nạn nhân đến cấp cứu. Hành động cứu người bị nạn của anh Chánh không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người bị nạn mà còn góp phần khơi gợi tính nhân văn trong mỗi người. Trước nhiều ý kiến liên quan đến quyết định dừng tuyển thẳng lớp 10 đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngày 29 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi khẳng định, quy chế tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ ban hành không có quy định tuyển thẳng đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Bộ cũng chưa bao giờ cho phép các địa phương thực hiện nội dung này, do đó trong văn bản của Bộ gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 có yêu cầu dừng tuyển thẳng lớp 10 đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đây là yêu cầu nhằm thực hiện đúng quy chế đã ban hành. Tại thành phố Cần Thơ vừa xảy ra vụ cháy gara ô tô trên đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản khi nhiều ô tô của khách hàng sửa chữa tại đây bị cháy. Gara nơi xảy ra cháy gồm tầng trệt và 2 tầng lầu với diện tích gần 500m². Thời điểm xảy ra cháy, bên trong gara có khoảng 13 xe ô tô ở tầng trệt và tầng 1. Tầng 2 của gara là nơi chứa linh kiện, phụ tùng ô tô. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3 ô tô và khoảng 10 ô tô khác bị cháy xém, hư hỏng nặng, cùng kho phụ tùng ở tầng 2 và nhiều tài sản khác. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã điều động 9 xe chữa cháy và 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngày 29 tháng 2, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch, đã diễn ra lễ hội cầu ngư bên bờ biển Đà Nẵng. Lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê được tổ chức là lễ hội quan trọng nhất trong năm của cư dân vùng ven biển Đà Nẵng với ý nghĩa cầu an cầu ngư. Lễ nghinh thần mở đầu cho phần lễ chính nhằm thỉnh thần Nam Hải và các vị thần linh về chứng giám cho lòng thành của ngư dân Đà Nẵng. Sau lễ hội cầu ngư, các tàu thuyền của cư dân Đà Nẵng đã sẵn sàng vươn khơi đánh bắt vụ cá nam với niềm tin và kỳ vọng về những chuyến biển an toàn, tôm cá đầy khoang, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trước việc nguồn tài chính dành cho nhiều cơ quan chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt vào đêm 1 tháng 3 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm duy trì việc cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang, tránh việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong năm bầu cử. Trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, dự luật được thông qua với 320 phiếu thuận và 99 phiếu phản đối. Theo đó, gia hạn ngân sách liên bang thêm một tuần, tức là tới ngày 8 tháng 3, và kéo dài thời hạn chót về cung cấp tài chính cho các cơ quan chính phủ khác tới ngày 22 tháng 3. Cũng vào tối 29 tháng 2, theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang thêm một tuần nữa. Đây là biểu hiện hiếm hoi về sự nhất trí giữa các đảng trong việc ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa, gây nhiều thiệt hại. Liên quan tới tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ, lãnh đạo lực lượng Houthi tuyên bố các hoạt động quân sự của lực lượng này trên Biển Đỏ sẽ có nhiều bất ngờ trong những ngày tới. Trong một tuyên bố, lãnh đạo của Houthi cho biết các hoạt động quân sự của lực lượng này trên Biển Đỏ sẽ tiếp tục và sẽ có những bất ngờ không lường trước. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Anh công bố các biện pháp trừng phạt với một nhân vật cấp cao của lực lượng Houthi tại Yemen về những hành động đe dọa đến an ninh thương mại quốc tế. Lực lượng Houthi đã liên tục tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh kể từ giữa tháng 11 năm 2023 để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại giải Gaza. Để đáp trả, Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Ngày 29 tháng 2, một trường học ở tỉnh Banten, miền Trung Indonesia đã thử nghiệm chương trình bữa trưa miễn phí một ngày được xác định có thể làm tiền đề cho việc mở rộng triển khai chương trình này trên phạm vi cả nước. Theo chính phủ Indonesia, cuộc thử nghiệm một ngày này là sáng kiến của giới chức địa phương, nhưng có mục đích thể hiện những vấn đề cơ bản của chương trình trước khi được áp dụng trên toàn quốc. Lãnh đạo nhà trường cũng bày tỏ ủng hộ việc triển khai quy mô lớn chương trình. Tuy nhiên, hiện cũng có ý kiến ở Indonesia cho rằng chương trình bữa trưa miễn phí này dự kiến có chi phí lên tới gần 8 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên thực hiện, có thể làm gia tăng hơn nữa thâm hụt ngân sách của nước này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.